Vâng, xin chào quý anh chị. Hôm nay Tuấn xin test về cái điều hòa của chiếc Cora Cross vào một ngày nóng đỉnh điểm của Hà Nội. Hôm nay là 21 tháng 6 nha thưa quý anh chị. Hiện tại thì vừa rồi thì anh em lên xe, nhiệt độ trong xe chắc nó phải rơi lên khoảng 80 độ. Nhưng mà sau giờ khoảng 5 phút anh em bật điều hòa để xả các kiểu thì điều hòa đã hạ nhiệt. Ở đây thì có Cross có cửa gió điều hòa từ sau rất là hay. Mọi người nên nhớ ở đây này, trên phần táp lô thì điều chỉnh có cửa gió điều hòa sau nhá. Điều hòa Toyota được cái nhất là trên xe Cross này hạ nhiệt rất là tuyệt vời. Hiện tại thì anh em đang điều chỉnh nhiệt độ thấp nhất và tốc độ gió cao nhất. Lên xe đã mát rồi. Và cái tốc độ ngoài cái nhiệt độ ngoài trời thì đang rơi vào khoảng 38 đến 39 độ C. Trứng nướng. Rất nóng. Cross bản G này thì có điều hòa tự động như một vùng. Còn ngoài ra hai phiên bản V và phiên bản HEV là có hai vùng. Mở lên xe cứ cho nhiệt độ thấp nhất và tốc độ gió cao nhất thì quý anh chị sẽ có đạt được cái nhiệt độ mong muốn.